Tất cả các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh, trên tay của chị Chim Xinh đang là hộp đồ chơi làm ảo thuật. Wow, chị mua trong một đợt chị đi nhà sách, đây là máy biến tiền ma thuật. Nhìn ở bên ngoài nè. Rồi để bây giờ chị sẽ mở ra. Bên ngoài có in hình một cái máy, chúng ta bỏ giấy vào là sẽ có thể biến ra được thành tiền. Đây là cái hướng dẫn nè, ảo thuật gia cho một tờ giấy trắng vào một bên chiếc máy. Sau đó cầm xoay tay cầm, tờ giấy được rút vào máy và đi ra ở phía bên kia là một tờ tiền thật. Một màn ảo thuật khiến cho khán giả bất ngờ đến phút cuối cùng. Đây chính là chiếc máy của chúng ta. Một cái máy như thế này. Chị cũng không rõ nó làm như thế nào. Nó có hai cái đầu xoay ở đây. Chúng ta có thể xoay nè. Là cái thanh này nó di chuyển ha. Còn đây là hai tờ giấy. Một tờ giấy trắng và một tờ giấy tượng trưng cho tờ tiền. Cuối cùng là chúng ta có một tờ hướng dẫn các bạn nhỏ cách chơi làm ảo thuật. Viết rất là nhiều. Ok, bây giờ chị Chim Xinh sẽ chơi thử cho các bạn nhỏ coi nhé. Rồi chị sẽ bắt đầu làm nháp với tờ tiền giả trước nha. Chị sẽ cho cái tờ tiền này vào đây trước. Rồi, sau đó các em sẽ vặn, vặn cái núm ở trên, theo chiều về phía trước. Lúc này tờ tiền đã được quấn dần dần vào máy. Và hãy cùng xem mặt sau nè, không hề xuất hiện tờ tiền nha. Tiếp tục. Rất đơn giản phải không nè, tờ tiền đã được quấn vào máy và không ai biết là có tờ tiền ở trong đó. Sau khi đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ đến với màn ảo thuật nha. Ở đây là một tờ giấy trắng, các em hãy giới thiệu với mọi người đây chính là một tờ giấy trắng. Và sau đó các em sẽ đút tờ giấy trắng này từ phía sau. Như thế này. Ok. Và lúc này chúng ta sẽ vặn. Thì sẽ biểu diễn màn ảo thuật là tờ giấy trắng sẽ biến thành tiền nha. Lúc này chúng ta sẽ xoay cái nút ở phía trên. Là nút ở phía trên nha. Wow, các em thấy không? Tờ giấy trắng đã biến mất và lúc này tờ tiền đã được nhả ra ngoài. Rất là thần kỳ phải không nè? Một chiếc máy rất là thần kỳ. Chúng ta đã biết cách làm ảo thuật biến tờ giấy trắng thành tờ tiền rồi đúng không nè? Và bây giờ sẽ làm ngược lại, đó chính là biến tờ tiền thành tờ giấy trắng. Vậy thì đầu tiên các em hãy dùng chiếc máy này để quấn cái tờ giấy trắng vào trong máy. Rồi, sau khi mà tờ giấy trắng đã được quấn vào trong rồi thì các em hãy nói cho mọi người, rồi các em bắt đầu trò chơi. Đây là tờ tiền và chị Chim Xinh sẽ biến tờ tiền này thành tờ giấy trắng. Hãy cùng xem nhé. Ok. Và tiếp theo chị sẽ vặn.
thì lúc này tờ tiền đã được quấn vào trong máy. Phía bên này đã nhả ra một tờ giấy trắng đúng không? Một chiếc máy hỗ trợ cho các em làm ảo thuật nho nhỏ khá là hay đúng không các em? Và bạn nhỏ nào muốn mua cái chiếc máy này có thể đến các nhà sách. Cái này chị Trinh xin mua ở trong nhà sách cũng khá là hay phải không nè? Chị Trinh xin cảm ơn các em đã theo dõi hết video này nhé. Còn một số mẹo nữa, lần sau chị sẽ giới thiệu cho các em coi nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử với một tờ tiền thật để coi là có thú vị không nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử làm ảo thuật với lại tiền thật nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ giấu tờ tiền đi đã. Bạn nút. Rồi, sau khi mà giấu tờ tiền xong thì chúng ta sẽ nói với mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ làm một màn ảo thuật. Đây là cái máy có thể biến giấy thành tiền. Chúng ta sẽ cho giấy vào đây. Và sau đó vặn. Wow, các em thấy không? Giấy trắng đã chuyển thành tiền rồi nè. Rất là đơn giản để chúng ta có thể làm được đúng không nè? Đây, một chiếc máy ảo thuật. Làm ảo thuật rất là dễ dàng. Chị Chim Sinh cảm ơn các em đã theo dõi hết video này nhé. Đừng quên like video và đăng ký kênh Chim Sinh Channel nha. Chào tạm biệt các em yêu.